Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng xuất hiện kèm thùng thuốc đặc trị tai biến. Vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn của Anh có bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở lại trên truyền thông ngay trước ngày 2 tháng 9. Có thể nói, những lần biến mất rồi tái xuất hiện của người lãnh đạo đảng kiêm đứng đầu nhà nước trong 2 năm qua đã trở thành chủ đề thu hút quan tâm của dư luận trong và ngoài nước cũng như truyền thông quốc tế. Được biết, trước đó vào tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mất tích cả tháng sau chuyến công du Kiên Giang. Các nguồn tin cho biết, ông đã bị đột quỵ lần thứ nhất khi đang làm việc tại văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang. Máy bay đã được huy động gấp để đưa ông về thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu kịp thời. Kể từ đó, sức khỏe của ông đã giảm sút nhanh chóng, tay chân không thể điều khiển được như ý muốn. Khi đi ra ngoài, luôn có các bác sĩ riêng, tay xách vali thuốc đặc trị và thiết bị y tế đi kèm, phòng bất trắc xảy ra. Và báo chính thống của Việt Nam vào hôm 1 tháng 9 năm 2020 cũng đưa tin hình ảnh đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại trên truyền thông ngay trước ngày quốc khánh của nước này. Đây là hình ảnh bức hình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền thông trong nước dùng để loan tin cho sự xuất hiện lại của ông. Theo đó, vào sáng ngày 1 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm phòng trưng bày khu di tích ở đây Phủ Chủ tịch. Nơi trưng bày những tư liệu lịch sử ghi lại những giây phút thiêng liêng cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với cả thế giới một đất nước Việt Nam độc lập và tự do. Cùng dự lễ dâng hương có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo văn phòng Tổng Bí thư, văn phòng Chủ tịch nước. Nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng thăm ao cá Bác Hồ và cho cá ăn, cũng như thăm nơi và làm việc của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng cũng được thấy qua các bức ảnh tặng quà cho cán bộ, nhân viên khu di tích của Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây và chụp ảnh lưu niệm với họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vắng bóng có nhiều điểm rất đáng lưu ý. Đây là hình ảnh đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1 tháng 9 mà không có đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thứ nhất, hình ảnh và video về ông Nguyễn Phú Trọng dường như thuộc độc quyền của Thông tấn xã Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam. Các báo khác đều phải lấy tin ảnh từ hai nguồn trên để đưa lại, chứ không có phương tiện phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường như mọi khi. Trong video mà Đài truyền hình Việt Nam trình chiếu vào tối ngày 1 tháng 9 vừa qua, có thể thấy mặt và tay của ông Nguyễn Phú Trọng có dấu hiệu sưng phù nề, sắc mặt nhợt nhạt. Tác phong của ông Trọng có vẻ chậm chạp, lập cập hơn do di chứng từ bệnh tật. Cộng đồng mạng xã hội nhận xét ông bước đi khá nặng nề, kiểu đi lững thững vẫn thường thấy ở những người bị ảnh hưởng bởi thần kinh vận động sau khi đột quỵ. Thứ hai, cũng trong ngày 1 tháng 9, cách nơi ông Trọng xuất hiện không xa, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và lăng viếng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ viếng gồm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Theo thông lệ, các ủy viên Bộ Chính trị luôn xuất hiện cùng nhau trong những dịp như thế này để thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng. Đây là lần hiếm hoi mà Bộ Chính trị lại tách đôi, mỗi bên, mỗi ngả tại một sự kiện quan trọng của đất nước. Trong đó, đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng thắp hương ở bàn thờ trong khu ao cá theo đúng tín ngưỡng của người Việt, thì đây không có ai là ủy viên Bộ Chính trị đi cùng. Còn đoàn thắp hương ở lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thủ tục chính trị thì có đầy đủ ban bệ từ những người tiền nhiệm của ông Trọng, cũng như đương kim, Thủ tướng và Chính phủ, Thường trực, Ban Bí thư. Trước đó, vào hôm 28 tháng 8 cũng đã ghi nhận một sự kiện khác thường. Đó là người đọc lễ diễn văn tại kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội lại là Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh vào tối ngày 28 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và phu quân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các ông trong Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ,
ban, ngành, cơ quan trung ương và lãnh đạo ở Hà Nội, và bao gồm cả đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh và các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội mà vắng bóng trong nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước, đó là ông Nguyễn Phú Trọng không hề có mặt. Trong nhiều kỳ quốc khánh trước đây, kể cả không phải năm chẵn, lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam thường tham dự hoặc đứng đầu hay chủ trì trực tiếp đọc diễn văn tại các meeting trọng thể đánh dấu kỷ niệm quốc khánh và hiện diện cùng đoàn thể lãnh đạo cấp cao vào lăng viếng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều chớ trêu là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã giải thích cho sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng bằng quyết định số 1295 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực y tế do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành có hiệu lực ngay kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Theo quyết định này, hồ sơ, bệnh án, thông tin, kết quả khám, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ông Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là tối mật. Và công dân Việt Nam từ nay đã bị tước bỏ đi chính thức quyền được biết tình trạng sức khỏe của những người công bộc của mình ra sao, như trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Và nhân dân chỉ còn biết dựa vào những phút hiếm hoi khi thấy ông xuất hiện trên truyền thông của nhà nước Việt Nam. Và lần xuất hiện trên truyền thông ngay trước ngày Quốc khánh vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm nhân dân không khỏi chán nản vì người đảm nhận hai vị trí lãnh đạo quan trọng nhất tại Việt Nam lại đang trong trạng thái đi lại rất khó, thì làm sao có đủ sức, minh mẫn và tỉnh táo để điều hành đất nước cho được. Facebook Phạm Minh Vũ đã nhận định về quyết định số 1295 về danh mục bí mật nhà nước của lĩnh vực y tế thể hiện cách hành xử của một tổ chức mafia, thì đúng hơn là một nhà nước. Đây là hình ảnh chụp quyết định số 1295 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực y tế. Ông viết, nếu ta thấy ở các quốc gia dân chủ và phát triển, nguyên thủ quốc gia của họ gần như phải trình diện trước người dân hàng ngày qua những hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, qua những kế hoạch, chính sách đã cam kết với nhân dân trước đó. Nếu không đủ sức khỏe thì ít ra cũng cúi đầu trước nhân dân và nói lời xin lỗi vì không đủ khả năng sức khỏe để phục vụ nhân dân tiếp tục nữa, giống như ông Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa rồi. Khi một quốc gia có hệ thống dân chủ, pháp trị thì mọi vấn đề về lãnh đạo gần như minh bạch mọi thứ, từ tài sản đang sở hữu đến sức khỏe như thế nào. Dân yêu cầu phải giải trình cho người dân được biết. Nhà bình luận này nói tiếp, tại sao sức khỏe của các vị là tối mật, trong khi đó nhân dân đóng thuế thuê các vị chứ đâu phải để ngồi trên đầu nhân dân, một hành xử quá vất dậy và khinh thường nhân dân. Sức khỏe của ông như thế nào để nhân dân biết mà lựa chọn người khác lên thay? Quốc gia đại sự không thể trao phó cho người ngồi xe lăn không vững, không thể chọn người đột quỵ, càng không thể chọn kẻ ngồi xe lăn mà lại tham quyền cố vị, tham nhũng quyền lực, bỏ rơi vận mệnh của dân tộc đang quá nhiều chuyện, cần tỉnh táo, đủ sức khỏe để đảm trách. Tôi nghĩ người tử tế không có ai hành xử như ông Nguyễn Phú Trọng cả. Ông Trọng nên học cách làm người tử tế, ít ra khi thấy sức khỏe không đủ thì nên từ chức đi. Làm sao có chuyện bóp cổ người dân, bắt dân đóng thuế, nuôi một kẻ chỉ ăn và nằm, còn không thể tự chủ như thế được. Trong khi đó, người dân hàng ngày có rất nhiều người phải ăn ve sầu, bới thùng rác để kiếm ăn. Và sự kiện Thủ tướng Nhật Bản Abe từ chức gần đây đã khiến nhiều người Việt Nam trông sang Nhật và thấy buồn cho đất nước ngàn năm văn hiến của mình. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Nhật Bản Shinzo Abe. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã từ chức với lời giải thích như sau. Sức khỏe của tôi bắt đầu suy giảm từ khoảng tháng trước. Tôi không muốn bệnh tật dẫn tới những sai lầm trong các quyết định quan trọng. Cư dân mạng Việt Nam đều ngưỡng mộ hành động của Ngài Thủ tướng Nhật Bản và gọi đó là lòng tự trọng và trách nhiệm của một chính trị gia, trong khi họ tự nhận không còn có đủ sức khỏe và minh mẫn để cống hiến và phục vụ nhân dân và đất nước là họ tự xin nghỉ để người khác thay thế. Cũng có ý kiến nhận xét, ông Shinzo Abe thì công khai ông yếu bệnh trong khi đang nắm giữ chức quyền, còn ở xứ Đông Lào nếu có bệnh thì giấu để giữ quyền lực. Nhưng khi tham nhũng bị phát hiện, truy tố thì kêu là bệnh hiểm nghèo, vào viện nằm cho an toàn bởi vì luật không khởi tố người đang bị ốm. Có người dùng mạng thì nói một cách mỉa mai rằng danh dự và tự trọng của đồng chí Cộng sản Việt Nam không tồn tại trên thực tế bởi hình mẫu của họ từ trước đến nay là phục vụ hết mình cho nhân dân, kể cả tuổi cao bệnh nặng vẫn quyết tâm giữ ghế hoặc xin làm cố vấn. Còn Facebook Tạ Bình thì phát biểu như sau. Việt Nam thì các thành phần chóp bu trên đảng, chiến đấu và phục vụ túi tiền của dân nghèo đến hơi thở cuối cùng, không rời ghế bằng bất cứ giá nào, dù bị nhân dân phê phán đến đâu đi nữa, vì họ đâu có liêm sỉ và văn hóa từ chức. Bằng chứng rõ ràng nhất cho thực trạng này ở Việt Nam, đó là bất chấp về vấn đề tuổi tác và sức khỏe,
trên truyền thông Lê Phải có một số ý kiến ủng hộ ông Trọng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ năm sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng xuất hiện kèm thùng thuốc đặc trị tai biến. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.